Xin chào tất cả các anh chị. Trên màn hình của anh chị là thiết bị dẫn đường kết hợp camera hành trình trước sau Web Vision N93. Thì sở dĩ hôm nay em làm video clip này là để hướng dẫn anh chị cách chỉnh lấn làn trên camera hành trình Web Vision N93. Đã có rất nhiều anh chị là mua sản phẩm về nhưng mà không biết điều chỉnh cách lấn làn. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị cách điều chỉnh luôn. Bước đầu tiên là anh chị vào màn hình của camera đây. Đây chính là màn hình của camera. Sau đó anh chị bật chức năng ADAS lên. Đây là chức năng ADAS đây. Anh chị bật lên. Khi anh chị bật chức năng ADAS lên thì nó sẽ có một cái hình tam giác này. Mũi tên màu xanh. Mũi tên màu xanh. Thì anh chị vui lòng là ở mặt trước camera sẽ có một cái là mắt của cái camera đây. Thì anh chị điều chỉnh cái mắt màu xanh này. Anh chị điều chỉnh. Bật kéo lên. Đây anh chị điều chỉnh cho nó đúng ra tâm. Cho vạch xanh ra ngoài đường. Đây, điều chỉnh đúng đầu xe của mình luôn. Để lấy biển đằng trước luôn đấy. Vừa là lấy biển của đằng xe đằng trước và vừa là chỉnh lấn làn cho mình luôn. Ok, sau khi anh chị đã chỉnh xong ấy thì anh chị có thể đi luôn và test thử luôn. Sau đây thì em sẽ đi và test thử cho anh chị xem luôn. Ở trên camera này nó có cái biểu tượng của GPS này. Khi mà cái camera này nó nhận GPS thì cái biểu tượng nó sẽ là màu xanh. Còn khi mà chưa nhận thì nó sẽ là màu đỏ. Còn khi mà nó nhận nhưng mà rất là yếu thì nó sẽ là màu vàng. Bây giờ mình sẽ chạy xe test thử cái chức năng lệch làn, đi lệch làn. Đấy, đi lệch làn nó báo bằng âm thanh đấy. Ok. Đây, khi anh chị chỉnh làn xong thì khi chị ra đường nó sẽ lên vạch màu xanh và vạch màu đây. Đây khi chị lấn làn đường ấy là nó lại kêu bíp 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 cho anh chị luôn đấy ạ. Hôm nay trời thì nó hơi chói. Cái này quay ngược sáng thì nó tối là đúng rồi. Khi anh chị lấn làn sang đây là nó sẽ kêu tít 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 cho anh chị luôn. Rất là thông minh đấy. Ngoài ra rồi nó cũng hiển thị cái khoảng cách với lại cái xe đi trước. Bây giờ chúng ta sẽ... Đây là hiển thị khoảng cách xe bên trước đây. Xe này trước mình cách mình khoảng mấy cây, mấy mét đây. Rất là thông minh. Đấy ạ, đấy là một pha lấn làn và báo cho chúng ta bằng âm thanh. Ôi giời ơi. Các bạn là anh chị cứ lấn làn thôi là nó sẽ kêu luôn. Và đây là khoảng cái hiện thị khoảng cách với lại xe trước. Ok. Ok, xin chào tất cả anh chị. Chúc các anh chị lái xe an toàn. Xin cảm ơn.